Sáng ngày 3 tháng 3, giải Fair Play Cup đã diễn ra hai trận cuối cùng là trận chung kết và tranh hạng 3 trên sân Tao Đàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu do Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm giải thưởng Fair Play. Hai trận đấu cuối cùng của giải diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính. Trận tranh hạng 3 là cuộc đối đầu giữa đội Liên Quân Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh gồm những cầu thủ từng đoạt giải Fair Play và đội Sawako. Hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Kết thúc trận, Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Tương tự ở trận chung kết Fair Play Cup giữa đội Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 và đội Petrolimex, phòng PC08 với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhưng không thể đua sức trước sức trẻ của Petrolimex nên chủ động chọn lối đá phòng ngự phản công. Kết quả đội Petrolimex giành chiến thắng và đoạt chiếc cúp vô địch với tỷ số 4-3. Nay thì giải bóng đá Fair Play là một giải làm cho đá rất là vui và rất là tinh thần, rất là chiến đấu, rất là thoải mái. Thì cũng rất là cảm ơn các Báo Pháp Luật đã tổ chức ra một cái giải để cho anh em được cùng giao lưu với nhau, chia sẻ về đá banh cũng như thể thao bóng bàn của mỗi người. Thứ nhất là nói về truyền thông và tinh thần thể thao và cái môn đá banh. Thứ hai là kết nối các cái doanh nghiệp lại với nhau. Thì cảm thấy là tinh thần đá banh rất là vui và thứ hai là rất là mong là đợt sau này sẽ có nhiều cái giải tổ chức hơn như thế này cho tất cả các bạn. Không thì đội chỉ là tham gia với tinh thần thể thao vui vẻ và kết nối thôi chứ không có nghĩa là sẽ được đạt vô địch. Kết quả chung cuộc, đội vô địch thuộc về Petrolimex, đội hạng nhì thuộc về Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, đội hạng ba Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh và hạng tư là Sawako. Ngoài ra, các giải thưởng phụ gồm giải phong cách thuộc về Thái Sơn Shop và HTV, giải vua phá lưới Trần Lê Thao Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 và Phùng Trọng Luân Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cùng ghi 8 bàn, và giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Đào Trọng Tài của đội Petrolimex